Tôi trong tài vừa mới bay từ Sài Gòn ra đây này, sẽ điều hành trận chung kết cấp C1. Là cấp C1 hả? Là cấp C1. Ở bên đây thì kêu là do gần trường chiếu gần phòng gym, vì quay là kêu gym mắt. Vì sao đi 4 giờ sáng đi cắt cho một cái gì bỏ ở giữa. Chúng ta còn 25 đi game nữa. Đúng rồi. Nhưng có chim 35 lơ mặt đấu nhiều hơn. Thế thì từ xù xuống
nên ta mới có thể dùng cái vòng đấu này. Chúng ta rời 2/5 của đối phương đầu cái này. Ở vòng kế tiếp là hai thí sinh này ở vào vị trí số 5, số 10 để chuẩn bị thời tiết ạ. Thế thì so kẻ 5 năm mình thêm để sửa là sửa những lồng đó làm nguy cơ bị hại cao hơn. Các cục này vào vị trí vòng loại top 10 lần thứ hai bắt đầu. Cái này ăn đều em, còn cái này ăn đều em. Ăn hai cái sườn đùi có sàn là sàn của con lớn xuống vào cũng là để chuẩn bị khả lớn. Hai cái bảy còn nhiều lên, hai bảy đang chuẩn bị đấu. Bốn bảy có nhiều rồi. Người cố các cần lưu ý là rất có thể làm được. Tới giờ phút này chúng ta đang lưu ý bốn chi đúng không? Thank you.
đúng rồi Dũng ơi. Có hai chi mang bài hơn là 36 và 53 là hai chi mang bài hơn. Chúng tôi có lưu ý 47 như tại thời gian có hơn 47 chi mang bài kết người thứ ba. Ba chú chim còn lại thì dân cuộc chơi đầu tiên là 46. Chúng tôi có tưởng là chú chim này sẽ quay lại chơi đấu và gửi cho thì còn sau đó lại lên cả cấu 46 là tổng thời gian 3 phần tư thời gian lên cả cấu. Hai chim còn lại là 27 và 52 đều có thời gian đấu trọng điểm. Như tổng thời gian chú chim 52 có xe có sổ có xe bởi vì còn một cầu. Nhưng và cũng là chú chim tăng đấu tốt hơn. 27 là chú chim đấu không xuyên suốt và lên cả cấu nhiều. 27 thì dân cuộc chơi. Chúng ta sẽ giữ với chú chim số phát danh nhỏ hơn là 36 để lúc này qua. Một số 52 ở Hội An, số 53 là của anh Tý Liễu Gia Lai, số 36 là của anh Bảo Công Tâm và số 47 47 ở Quy Nhơn. Bốn đại diện của bốn tỉnh. Đó, đúng rồi Thọ, năm ba của anh Dũng gia tài liệu Gia Lai. Không giải nhất
phục nhất Bình Định và nhì là của anh Tý Liễu Gia Lai. Còn anh Bảo Công Tâm được giải ba, hai chương giải ba.